This is Radio Thailand World Service, broadcasting from Bangkok and relayed over transmitters in Bandung, Udon Thani, northeastern Thailand. For listeners in Asia and the Pacific, the Middle East and Africa, Europe and America, it is now time for our broadcast in Vietnamese. Sa vạt đi khắp. Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Việt ngữ của Đài Phát thanh Thái Lan. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay thứ Bảy, ngày 22 tháng 7 năm 2023. Chương trình của chúng tôi gồm những tin đáng chú ý sau đây. Đại diện Cục Công chính tham gia công bố báo cáo tiến triển thực hiện mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hiệp Quốc, mục tiêu thứ 11, tại Diễn đàn Chính trị cấp cao về phát triển bền vững trong khuôn khổ ECOSOC. Cầu hữu nghị Thái Lan-Lào thứ 5 nối tỉnh Bưng Càn với tỉnh Bò Lì Khăm Say, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đạt 82,5% tiến độ, là cửa ngõ kết nối Thái Lan, Lào, Việt Nam và tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Cục quan hệ công chúng tổ chức hoạt động khoa học của thực phẩm Thái Lan thúc đẩy sức mạnh mềm, tăng giá trị kinh tế. Bangkok tổ chức sự kiện cảnh quan văn hóa Look Up Bangkok. Sau đây là nội dung chi tiết. Quý vị và các bạn thân mến, Cục Công chính Bộ Nội vụ tham dự hội nghị và công bố báo cáo tiến triển của Thái Lan trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, mục tiêu thứ 11, thành phố và cộng đồng bền vững, làm cho thành phố và việc định cư của con người có sự bao trùm, an toàn, có sức đề kháng và bền vững. Tại Diễn đàn Chính trị cấp cao về phát triển bền vững trong khuôn khổ Hội đồng Kinh tế và Xã hội Liên Hợp Quốc năm 2023, tổ chức tại trụ sở Liên Hợp Quốc tại thành phố New York, Mỹ. Bộ Nội vụ quyết tâm thúc đẩy mục tiêu phát triển bền vững, trong đó cả 17 mục tiêu đều liên quan tới vai trò trách nhiệm của Bộ Nội vụ. Chánh văn phòng Bộ Nội vụ và tỉnh trưởng 16 tỉnh thành đã tham gia ký kết, tuyên bố cam kết vì Thái Lan bền vững với chủ đề Thay đổi để tốt hơn, Change for Good. 76 tỉnh thành, 76 cam kết vì sự phát triển, vì sự công bằng, vì sự bền vững, vì hơn 69 triệu người dân Thái Lan cùng với Liên Hợp Quốc, trái đất này vì chúng ta. Tham dự có ông Kita Saphawan, điều phối viên Liên Hợp Quốc thường trực tại Thái Lan, ông Amida Sansia Ali Sibana, Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc và Thư ký điều hành Ủy ban Kinh tế và Xã hội Liên Hợp Quốc khu vực châu Á-Thái Bình Dương, SCEP. Hội nghị nói trên có chủ đề chính là đẩy nhanh quá trình phục hồi sau đại dịch COVID-19 và thực hiện đầy đủ chương trình nghị sự năm 2030 vì sự phát triển bền vững ở mọi cấp độ. Và có việc trao đổi chuyên sâu về mục tiêu phát triển bền vững, mục tiêu thứ 11, thành phố và cộng đồng bền vững. Trong đó, Cục Công chính đã công bố báo cáo tiến triển của Thái Lan trong việc tiến hành mục tiêu phát triển bền vững, mục tiêu thứ 11, với nội dung quan trọng là Cục Công chính và Quy hoạch đô thị đã tham gia thực hiện theo phụ lục hành động, theo mục tiêu phát triển bền vững, mục tiêu thứ 11, thông qua việc tập hợp nguyên tắc cơ bản của việc phát triển đô thị bền vững cùng với việc quy hoạch đô thị. Thời gian qua, Cục Công chính và đô thị đã đưa kiến thức liên quan tới phát triển bền vững để tích hợp thực hiện một cách hiệu quả, bao gồm mục tiêu lẻ 11.A. Cục đã hỗ trợ việc lập và xây dựng sơ đồ quy hoạch cấp chính sách quốc gia và cấp vùng là việc tích hợp khai thác lợi ích dưới góc độ khu vực, có thể kết nối phát triển giữa các khu vực ở thành phố, đô thị hóa vùng ven và khu vực nông thôn để lập kế hoạch có hiệu quả. Mục tiêu lẻ 11.3, đến năm 2030, Cục sẽ thúc đẩy và hỗ trợ phương hướng nghiên cứu phân tích hiện tượng đô thị hóa, biến đổi khí hậu, áp dụng kiến thức công nghệ số trong phát triển đô thị bền vững. Trong đó, Luật Quy hoạch đô thị năm 2019 đã ủng hộ sự tham gia của người dân trong việc lập kế hoạch, sơ đồ cư trú của đô thị và cộng đồng dân cư một cách bền vững. Mục tiêu 11.7 là khoảng thời gian hơn 10 năm, Cục sẽ tiến hành thiết kế khu vực công cộng và khu vực màu xanh để mọi người dân có thể tiếp cận an toàn,
và hiện nay cục vẫn đang liên tục tiến hành, trong đó tập trung vào việc thiết kế tăng nhóm người sử dụng, nhất là thiết kế khu vực liên quan tới phụ nữ, trẻ em, người già và người khuyết tật là chủ yếu. Chuyển sang thông tin tiếp theo, Chính phủ Thái Lan đẩy mạnh phát triển cơ sở hạ tầng giao thông vận tải của đất nước dưới cả 4 góc độ, đường bộ, đường sắt, đường thủy và đường hàng không để kết nối đi lại trong ASEAN không có vết nối, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội và du lịch trong khu vực, nâng cấp chất lượng cuộc sống của người dân để có thể tiếp cận việc đi lại một cách thuận tiện, nhanh chóng và an toàn bằng hệ thống giao thông vận tải chất lượng. Do đó, theo chiến lược quốc gia giai đoạn 20 năm, đã khẩn trương thúc đẩy các dự án xây dựng cầu hữu nghị Thái Lan-Lào thứ 5 nối tỉnh Bangkan, Thái Lan với tỉnh Bò Ly Khăm Say, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Hiện dự án này có sự tiến triển theo mục tiêu đề ra, mặc dù gặp khó khăn bởi đại dịch COVID-19, mới nhất đã đạt tiến độ hơn 82,55%, dự kiến có thể hoàn thành và đưa vào sử dụng trong năm 2024. Dự án nói trên, chính phủ dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Prayut Chan-o-cha đã nhất trí thông qua và ký dự thảo thỏa thuận giữa Vương quốc Thái Lan với Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào về việc xây dựng cây cầu hữu nghị Thái Lan-Lào thứ 5 vào năm 2019. Sau đó, ngày 28 tháng 10 năm 2022, Thái Lan đã tham gia lễ động thổ dự án xây dựng cầu hữu nghị Thái Lan-Lào tại thị xã tỉnh Bangkan và tỉnh Bò Ly Khăm Say, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Hình thức xây dựng, cục đường bộ thiết kế là cầu bê tông ép cọc, hai làn xe dài 1.350 m, cùng với công trình bảo đảm cho việc kiểm tra xuất nhập cảnh và đường dẫn ở hai bên bờ sông. Tổng chiều dài dự án là 16,18 km, tổng vốn đầu tư hơn 4,010 tỷ bạt. Riêng chi phí xây dựng là 2,553 tỷ bạt và chi phí kiểm soát xây dựng là 77 triệu bạt. Phía Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Bộ Công chính và Vận tải là chủ đầu tư với số tiền hơn 1,380 tỷ bạt, chi phí xây dựng là 1,256 tỷ bạt, chi phí tư vấn 44 triệu bạt, chi phí quản lý điều hành 15 triệu bạt, chi phí dự phòng 63 triệu bạt và chi phí điều hành là 2,076 triệu bạt. Công trình này sau khi hoàn thành sẽ là cửa ngõ kết nối Thái Lan, Lào, Việt Nam và tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, giúp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và thương mại đầu tư giữa Thái Lan với Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, tạo thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa từ Thái Lan tới các tỉnh Nam Trung Quốc, kết nối vận tải hàng hóa từ miền Trung Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào với cảng nước sâu Lèm Chạm Băng của Thái Lan để xuất khẩu bằng đường biển tới các khu vực trên thế giới, giúp kinh tế Thái Lan tăng trưởng bền vững. Chuyển sang thông tin tiếp theo. Quý vị và các bạn thân mến, gần đây, Cục Quan hệ Công chúng đã đưa các nhà ngoại giao và giới truyền thông tìm hiểu nghệ thuật ẩm thực của người Thái Lan nhằm thúc đẩy sức mạnh mềm, gia tăng giá trị kinh tế, trải nghiệm sự khoa học của ẩm thực Thái Lan từ khâu lựa chọn nguyên liệu đến hoàn thiện món ăn để lan tỏa sức mạnh mềm của ẩm thực Thái Lan ra thế giới. Cục Quan hệ Công chúng, Văn phòng Quan hệ Công chúng Quốc tế đã tổ chức hoạt động khoa học trong ẩm thực Thái Lan, thúc đẩy sức mạnh mềm, tăng giá trị kinh tế tại nhà hàng Blue Elephant, Bangkok, với sự tham dự của đại diện Đại sứ quán các nước tại Thái Lan, truyền thông Thái Lan và quốc tế. Trong đó có 30 nhân vật có tầm ảnh hưởng đã tham gia vào dự án để quảng bá chính sách của chính phủ trong việc thúc đẩy sức mạnh mềm đối với ẩm thực Thái Lan, đồng thời khuyến khích cơ hội kinh doanh ẩm thực Thái Lan trong nước và quốc tế. Vào buổi sáng, những người tham gia đã đến thăm chợ tươi sống Sảm Yan để tìm hiểu các thành phần quan trọng trong ẩm thực Thái Lan. Sau đó, những người tham dự được lắng nghe bài phát biểu đặc biệt với chủ đề xúc tiến xuất khẩu thực phẩm Thái Lan và doanh nghiệp thực phẩm Thái Lan ở nước ngoài, đa dạng nguyên liệu đối với ẩm thực Thái Lan ở cấp độ quốc tế của ông Phonvit Silaon, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại Quốc tế và đầu bếp Nuro Somani Satepe, giám đốc điều hành nhà hàng Blue Elephant, kiêm nhà sản xuất bột cà ri hàng đầu của Thái Lan. Sau đó, những người tham dự được hướng dẫn học cách nấu các món ăn Thái Lan trước khi chia thành các nhóm để thi nấu món kháo xoài và nhóm taco sakhu. Bà Sụt Rự Thay, Lớt Cả Sẻm, Phó Cục trưởng Cục Quan hệ Công chúng, là người trao phần thưởng cho đội chiến thắng và trao giấy chứng nhận cho những người tham gia dự án. Đối với dự án này, bà Nát Thạn Năn Ra Chôn Con, Giám đốc Văn phòng Quan hệ Công chúng Đối ngoại cho biết,
đại diện từ các đại sứ quán và giới truyền thông được sử dụng làm kim chỉ nam để quảng bá thông tin, thúc đẩy sức mạnh mềm trong ẩm thực Thái Lan hướng ra quốc tế, tiếp đà tăng trưởng kinh tế cho Thái Lan. Ngoài ra, Cục Quan hệ Công chúng còn tham gia quảng bá các chính sách của chính phủ nhằm thúc đẩy văn hóa 5F sức mạnh mềm của Thái Lan trở thành sản phẩm xuất khẩu chính của đất nước, gồm thực phẩm, food, phim điện ảnh và phim video, phim, thiết kế thời trang Thái Lan, fashion, võ thuật Thái Lan, fighting và các lễ hội truyền thống Thái Lan, festival. Trong đó, đặc biệt là ẩm thực Thái Lan là một trong những nguồn sản xuất và xuất khẩu thực phẩm Thái Lan ra thế giới, đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy nền kinh tế của đất nước. Một phần của dự án này nhằm quảng bá cho thế giới biết về ẩm thực Thái Lan xuất phát từ chính sách Nhà bếp Thái Lan vươn ra thế giới của Cục Xúc tiến Thương mại Quốc tế, Bộ Thương mại. Các nhà hàng Thái Lan ở nước ngoài sẽ là cơ chế quan trọng giúp nâng cao hình ảnh ẩm thực Thái Lan để mọi người trên thế giới biết đến và mua nguyên liệu từ Thái Lan nhiều hơn. Bên cạnh đó, ẩm thực Thái Lan còn được phổ biến trên toàn thế giới. Trong đó, ẩm thực Thái Lan đã được chứng nhận xếp hạng cấp quốc tế như CNN Travel xếp Kari Massaman ở vị trí số 1 trong thực đơn các món ăn ngon nhất thế giới năm 2021. Thet Chitlat xếp hạng Khao Soi ở vị trí số 1 theo đánh giá của các nhà phê bình trên toàn thế giới năm 2022. Ngoài ra còn có món tôm yum và món tôm khà cày. Ẩm thực Thái Lan còn đóng vai trò quan trọng trong việc thu hút du khách từ khắp nơi trên thế giới đến trải nghiệm ẩm thực đường phố tại Thái Lan. Trong đó, Bangkok là một trong những điểm đến ẩm thực của thế giới. Chuyển sang thông tin kết thúc chương trình hôm nay. Quý vị và các bạn thân mến, chính quyền Bangkok tổ chức họp báo sự kiện Cảnh quan văn hóa Look Up Bangkok với Bộ Văn hóa và Bảo tàng Dạ Nhảm. Trong đó, tập hợp các hoạt động để thúc đẩy trao đổi kiến thức của xã hội đa văn hóa. Bởi Bangkok là thủ đô với lịch sử hơn 240 năm, sở hữu nghệ thuật và văn hóa từ nhiều quốc gia được pha trộn và tồn tại hài hòa trong một thời gian dài, tạo nhận thức và khả năng tiếp cận các nền văn hóa đối với người dân và giới trẻ hiện nay. Trong đó, Bangkok là thành phố đa dạng về văn hóa, dân tộc và tôn giáo. Do đó, chính quyền Bangkok đã tập hợp tất cả sự đa dạng này trong sự kiện bằng cách mời thanh thiếu niên từ các trường học ở Bangkok và thông qua các kênh trực tuyến để cùng nhau tìm hiểu sự đa dạng của các nền văn hóa, tiếp tục duy trì các nền văn hóa này tồn tại song song với cộng đồng và Bangkok trong tương lai. Chính quyền Bangkok còn mời người dân đến tham quan sự kiện Look Up Bangkok tại Bảo tàng Dạ Nhảm, đường Dạ Nhảm Chay, phường Phraborom Maharajavang, quận Pranakhon, từ ngày 20 đến 24 tháng 7, từ 16 giờ đến 20 giờ. Những người tham dự sẽ được nếm thử các món ăn ngon tại sự kiện, mua những món đồ thủ công mỹ nghệ tinh tế và tận hưởng những hoạt động thú vị. Quý vị và các bạn vừa nghe xong chương trình Việt ngữ của Đài Phát thanh Thái Lan. Chương trình hôm nay do Nguyên Phương thực hiện. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. That concludes our broadcast in Vietnamese. This program can be heard from 1800 to 1815 Bangkok time or 1100 to 1115 GMT.